vì sao ngành gà rán, cái đồ gì rán ấy, nó cũng phát triển được. Còn cái đồ gì mà để tươi như vậy thì nó rất rủi ro. Tại vì nó rủi ro của môi trường tự nhiên, oxy hóa, đồng ý không? Nó tác động vào. Còn mình phứt cái bột vào mình chiên lên cái là mình bảo quản được rồi đấy. Ông không mua thì cả tháng tôi bán vẫn được. Nên chị biết là sáng thì rau, mà chiều là rác, là cái ngành gì anh chị biết không? Chị hiểu không? Và sáng thì nó đang rau, mà chiều nó đang rác, nên ngành đó không ai dám bước vào hết. Nên người ta có cái khâu xử lý, mà ai xử lý được cái rủi ro đó tốt thì người đó mới có chỗ đứng trên thị trường. Một là bán trái cây, hai là bán rau, ba là bán đồ bò rồi gà đó, thứ mà không chiên lên đó, là cực kỳ rủi ro. Tại vì nó có tốc độ oxy hóa, mình phải tính tới cái thời lượng mà cái tốc độ oxy hóa đó nó tiêu diệt mình.